Bây giờ thì tôi nói kỹ hơn một chút về cái tấm số 106 này. Now I will elaborate further on number 106. Tấm 106 này đấy thì có vẽ cái đường, tức là vẽ quần đảo Hoàng Sa đấy. It is drawing, tức là nguyên thể chi tiết và chính xác. The Hoàng Sa or Paracel Archipelago in a very specific, detailed and precise manner. Có thể nói là đến năm 1827 hay là thậm chí là đến khoảng giữa thế kỷ thứ 19 ấy, thì không có cái bản đồ nào đấy vẽ một cách chi tiết và chính xác tuyệt đối như là tấm bản đồ này. We can say that up to 1827 or even to the middle 19th century, there had been no other maps which draw in such detail and precision of Vietnam like this one. Quần đảo Paracel ấy là được gọn là trong cái đường vĩ tuyến ấy là từ 16 đến 17 và cái đường kinh tuyến ấy là từ 109 đến 111. And you can see here, the Paracel was drawn in detail and precision from around the 16th latitude to the 17th latitude and from the 109th longitude to the 111th longitude. Các cái đảo ấy, tên đảo ấy thì cũng được vẽ một cách, được đánh dấu một cách chính xác và thậm chí là các cái tên đó cho đến ngày nay chúng ta trên các bản đồ thế giới vẫn đang dùng. The name of the island was also precisely expressed and still now used in world maps. Cái rất quan trọng đấy là cái tấm bản đồ này đấy đặt trong một cái mối tương quan với các khu vực ở ven bờ và toàn bộ cái khu vực này. What is also important that the map and the Paracel is seen in the correlation with the coastal areas. Chúng ta có thể biết được là các đảo đây chính là Cù Lao Chàm, đây là Lý Sơn và Cù Lao Đá, xuống dưới này là Quy Nhơn, dưới này là Nha Trang và Bình Khang vân vân. We can see the Chàm Islet, Rê Islet here, such islands like Quy Nhơn, Nha Trang and so on. Cái rất quan trọng đấy là tên của tấm bản đồ này đấy là cái bản đồ xứ Đàng Trong. And what is very important is the name of this map. It is Đàng Trong or in the French at that time Cochinchina. Theo cái cách vẽ của Philip van der Valen đấy là những cái vùng nào mà họ khẳng định được chủ quyền thuộc về ai đấy thì một đấy là người ta lấy cái tên đó, lấy cái tên khu vực đó. Và cái thứ hai đấy, cái rất quan trọng là người ta đưa thêm cái thông tin về cái đất nước đó, thông tin về cái quốc gia đó ở cái chỗ trống, cái chỗ bên cạnh cái vị trí quan trọng này. What is very important? What is very important is that for the places which the sovereignty can be affirmed, the author Philip van der Valen utilized the name of the local area and also included some information on the area in the blank space next to that, adjacent to that. Các vị có thể đọc tới một cách rất dễ dàng rằng là đây là thông tin về đế chế An Nam. You can see very clearly here it is the Empire of An Nam. Với lại các cái thông tin cụ thể là về địa lý, về chính trị, về thống kê rồi về tất cả các mặt mà đã có cái bản dịch ở trong tay quý vị đấy. With all the information geographically, politically, statistically, all fields and you have the translation in the handout. Và khi đọc các cái thông tin về địa hình, về chính trị, về sự thống kê và khoáng sản ở trong cái vương quốc An Nam này đấy thì các vị cũng có thể thấy được ngay rằng là đấy là nước ta chứ không phải là nước Tập Hán. And reading the information on the topography, the politics, the statistics and the minerals, you can immediately recognize that that is Vietnam, not other country. Và như thế đấy thì các vị có thể yên tâm hoàn toàn rằng ấy là cái bản đồ này là bản đồ xứ Đàng Trong của nước An Nam, của nước Việt Nam, và trong đó ấy, là có quần đảo Paracel.
So you can be affirmed that this is the map of the Đàng Trong, part of the territory of Annam or Vietnam, and that includes the Paracels. Tôi cũng đã từng nghiên cứu rất nhiều các cái loại bản đồ phương Tây, chắc cũng phải tới vài trăm cái. Thì có lẽ rằng là đây là cái bản đồ mà viết về chủ quyền của chúng ta một cách đầy đủ nhất, rõ ràng nhất. I have studied hundreds of Western maps, and I can say that this is a map that affirms Vietnamese sovereignty in a most sufficient and clear manner. Khi mà thảo luận với chúng tôi, thì một số các vị trong hội luật gia châu Âu cũng như là các nhà sử học ở Pháp và Bỉ thì cũng đều thống nhất với chúng tôi về nhận định này. When discussing with us, the members of the European Lawyer Association and also French and Belgian historians agree with me on this point. Tôi còn bên cạnh, hay là nói khác đi đấy, là ở tiếp liền ở bên trên của cái bản đồ mà tôi vừa mới giới thiệu thì là một cái bản đồ ghi rõ rằng đây là bản đồ của Trung Quốc. And at adjacently you can see a map of La Chine or China. Bản đồ Trung Quốc này đấy, có thể nói là một cái đặc điểm rất là quan trọng của cái bộ atlas của Philip van der Maden, vì ông biết về vẽ về toàn thế giới. Cho nên đấy là ông mới vẽ các cái đường biên giới đấy một cách rất là rõ ràng. Philip van der Maden was drawing the map of the entire world, and in this atlas you can see he was drawing the country borders very clearly. Chúng tôi xin bắt đầu từ cái tấm số 97 vâng ạ. Thì cái số 97 đấy thì vẽ cái đường biên giới của Việt Nam với Trung Quốc. Đây là cái đường này. 97, you can see a map number 97 with the borders between Vietnam and China. Thế và tiếp theo, và cái đường biên giới này đấy, thì nó kết thúc ở cái đề, vị trí này đấy, tức là cái vĩ độ số 22. And here you can see the latitude number 22, where the border ends. Cái bản tiếp theo đấy, thì đây là, các vị xem đây là số 22 của ông ạ. You can see here number 22. Và đây là cái đường biên giới của Trung Quốc, đây là biên giới biển đây. And this is a marine border, the sea border. Chúng ta theo dõi cái đường hồng này, thì chúng ta thấy rằng đây là cái tỉnh Quảng Đông. The pink line, và dưới là đảo Hải Nam. And then Hải Nam. Đường biên giới của Trung Quốc ấy, biên giới biển ấy, là chỉ đến phía trên của vĩ tuyến thứ 18. So the so China's coastal border, sorry, marine border is not lower than number 18 parallel. Tất cả các cái bản đồ của Trung Quốc từ đầu thế kỷ thứ 20 đấy, từ những thập kỷ đầu thế kỷ 20 trở về trước, cũng như là tất cả các cái bản đồ phương Tây ở cái thời kỳ này mà chúng tôi nghiên cứu thì đều thống nhất rằng là cái đường biên giới phía nam của Trung Quốc, ranh giới cực nam của Trung Quốc là cực nam của đảo Hải Nam ở phía trên vĩ tuyến 18. All of the Chinese maps from early 20th century backward, and also the Western maps that I have studied, all of them show that the marine borders of China, or the southern China border, is having the southernmost point of Hải Nam Island, the southernmost point of Hải Nam Island, and it is higher than the 18 parallel. Tôi chỉ xin lấy hai ví dụ thêm để chúng ta hình dung. Đây là bản đồ Trung Quốc mà chúng ta đã biết rất rõ. This is the tỉnh địa dư toàn đồ. This is China's map which we have been very clearly know, the royal comprehensive mapping. Chính Trung Quốc cũng khẳng định đây là năm 1904 và vẫn khẳng định rằng là ranh giới cực nam của Trung Quốc là cực nam của đảo Hải Nam. Published in 1904, and it was also showing that the southern border of China is the southernmost point of Hainan Island. Phía dưới này không còn một cái đảo nào khác nữa. Under which there is no other islands belonging to China. Hay là cái bản đồ Annam đầu thế kỷ thứ 19 thì cũng
biết rất rõ cái đường biên giới đây. All the map of the empire Annam is also clearly demonstrated with the blue line here. Không có một chút nào xuống dưới đây. Đây là khu vực hoàn sa, hoàn toàn không có một chút nào. Nothing in the south. And you can see the Paracel or Hoàng Sa here. Chúng tôi muốn nói như vậy đấy để đi đến một cái kết luận. So what we want to say, what I have wanted can help us arrive at a conclusion. Là bộ atlas thế giới của Philip Vallebalem nói chung và cái tấm bản đồ của Cochinchina nói riêng ấy là xét trên mọi khía cạnh thì đều có thể coi đấy là một cái tài liệu vô giá, không chỉ giúp nâng cao cái giá trị khoa học chuẩn mực của công cuộc tuyên truyền giáo dục về chủ quyền biển đảo, mà còn là bằng chứng hùng hồn, tích cực và hiệu quả, có giá trị pháp lý quốc tế cao cho công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Việt Nam chúng ta.